trên sai phòng nè các bạn ơi. Cảm ơn gì đây? Cá xanh đúng rồi. Chơi nữa. Ơ ơ ơ, em cần chơi.
Cái gì nữa? Con có được lấy ngay trong chân. Bắt được bỏ đây nha. Rồi tô cái con bắt cái này nè. Con gì đây? Đây chị xuống mượn lúc này rồi. Đây là con cá màu xanh dương. Rất là đẹp. Giống con cá vàng nhưng mà con cá này màu xanh dương. Ở trong miệng nó uống rất là nhiều nước. Đó trong vỏ. Rồi. Ba, em ơi, cho con hải cẩu nè. Đây có hải cẩu. Hải cẩu nó màu xanh dương. Ây da. Đây, đây cái này bỏ vào vỏ. Thôi, để câu tiếp. Chúng ta sẽ nhắm mắt câu nha các bạn. Wow, ta câu được một con cá vàng rồi. Bầm xem có màn gì mới lạ không, Suka sẽ câu nha. Có rất là nhiều con cá luôn. Có cả rất cũng rất là nhiều con hải cẩu. Suka tính không câu mà tại em bao nghịch quá nên Suka phải câu về để nấu canh chua ăn rất là ngon. Thôi, bây giờ chúng ta cùng câu tiếp thôi. Có rất là nhiều con cá chìm xuống nước rồi đó các bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ câu con cá chìm xuống nước. Không câu được rồi các bạn ơi. Thôi chúng ta đã câu được một con cá màu vàng. Câu trong 2 phút Suka sẽ câu được mấy con nha. Rồi. Bây giờ Suka sẽ đổ cá xuống hết. Rồi. Có hải cẩu nó bắt đầu bị dính ở trong đây. Hải cẩu. Đây nè, hải cẩu. Rồi. 1 2 3 Suka sẽ nhắm mắt. 1 2 3 nhắm mắt. Yeah, một con. Tiếp hai con. Con này đẹp quá. Câu mãi mà